tôi rất thích chơi thể thao, và ngày trước thì tôi cũng hay chơi những môn thể thao như là cầu lông, bóng đá, bóng rổ ở câu lạc bộ của trường. Nhưng mà do thời gian học quá nhiều nên là bây giờ tôi chỉ duy trì chạy bộ từ 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày. Không hiểu sao thời gian gần đây khi mà tôi chạy bộ thì rất hay bị chuột rút. Người ta nói với tôi là khi mà bị chuột rút thì cứ cố chạy tiếp thì nó sẽ hết. Nhưng mà có lúc thì nó hết rất nhanh và có lúc thì cũng một rất lâu sau mới hết. Những trường hợp bị chuột rút như anh Đạt không phải là ít, và cũng rất nhiều người có tư tưởng không mấy quan tâm đến tình trạng này bởi thời gian xảy ra thường ngắn, lại chưa gây ảnh hưởng gì lớn tới sức khỏe. Tôi cũng thường xuyên hay bị chuột rút. Kiểu nằm bất động xong nằm co lên co xuống là thường thường là bị, nhất là gan bàn chân này. Thỉnh thoảng tôi cũng có bị chuột rút. Nhưng mà cái thời gian bị chuột rút là trong lúc ngủ. Thế và khi mà ngủ thì nó bị chuột rút ở cổ chân và bắp chân, bắp đùi và gây đau cứng. Theo tôi là không vận động nhiều, cứ ngồi nhiều hay đứng nhiều hay là không cử động nhiều thì hay bị. Đến lúc mình thay đổi tư thế nó bị. Tôi nghĩ cái chuột rút này thì là nó là cái bình thường chứ không phải là cái bệnh gì. Tôi nghĩ nó là bình thường thôi, cũng là bình thường. Mà lại đến cái tuổi thanh niên thì còn ít, nhưng tuổi già nó hay bị. Chỉ biết là nó đau và nó cứng thôi, cũng không nghĩ đến đi khám. Và cũng chưa có suy nghĩ là mình bị bệnh gì cả. Thực tế là mình không biết. Chuột rút thì có lẽ là ai cũng bị một lần trong đời. Đấy là một cái triệu chứng rất là thường gặp, đấy là khi mà có một sự co cứng cơ một cách đột ngột. Thế và khi cái sự co cứng cơ đấy thì nó gây ra đau. Những trường hợp ví dụ như là vận động viên tập nhiều, ra mồ hôi, chúng ta đi bộ nhiều vân vân chẳng hạn, nó gây ra rất là mất cái nhiều các loại mồ hôi, rất nhiều dối loạn điện giải thì nó cũng có thể chuột rút. Chúng ta vận động một cách quá mức nó cũng gây ra chuột rút. Chúng ta vận động mà không khởi động chúng ta cũng gây ra mất là chuột rút. Và đặc biệt là có một số các tình trạng, ví dụ những bà bầu chẳng hạn, thiếu các loại những cái chất như là canxi, magie, rồi là mangan vân vân, một số yếu tố vi lượng thì nó gây ra chuột rút. Ở những người mà chẳng vận động gì nó cũng chuột rút. Thế rồi là những cái người mà đi bộ nhiều quá hoặc là vận động nhiều quá thì nó ứ trệ cái tình trạng axit lactic ở trong cơ. Thế và đấy nó cũng gây ra một số rối loạn dẫn truyền thần kinh cơ và nó cũng gây ra chuột rút. Thế thì ngoài ra còn một số các bệnh lý khác mà nó gây ra, ví dụ như chúng ta dùng corticoid này, chúng ta dùng một số các loại thuốc này mà chúng ta không bồi phụ vào thì nó cũng gây ra rối loạn những cái chất điện giải như vậy. Thông thường, tất cả các cơn chuột rút đều tự khỏi, không nguy hiểm và có thể phòng ngừa. Tuy nhiên, nếu xuất hiện thường xuyên thì đây có thể là triệu chứng của một số bệnh lý như đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp, bệnh suy thận, bệnh lý mạch máu ngoại biên và một số bệnh thần kinh đặc biệt có thể gây chuột rút cơ nội tạng. Vì vậy, không nên chủ quan nếu như chuột rút xảy ra với tần suất thường xuyên. Chuột rút nó xảy ra bằng một số tình huống, ví dụ như chúng ta vận động mà chúng ta không khởi động thì nó gây ra chuột rút. Thế thì chúng ta khởi động kỹ mà vẫn gây ra chuột rút thì chúng ta phải cẩn thận. Đấy là cái đầu tiên. Thế cái hai mà chúng ta thấy thường xuyên, ví dụ buổi tối nào chúng ta cũng bị chuột rút chẳng hạn, thì chúng ta mặc dù chúng ta đã có những triệu chứng khởi động rất là rõ ràng, chúng ta đã bội phụ một số các cái chất chẳng hạn, thì chúng ta nên đi khám để xem là có thể là có cái một số các nguyên nhân gì thực sự mà cần phải can thiệp, cần phải bổ sung thực sự hay không, và có những bệnh lý gì cần phải phát hiện hay không. Cách xử trí khi bị chuột rút: dừng vận động, nhẹ nhàng xoa bóp bắp cơ, chườm khăn ấm hoặc túi nước nóng vào phần cơ bị chuột rút, uống nước Orezon, nước trà đường nóng hoặc nước trái cây.